Trời. Quen trai Việt luôn được không? Được, sao không được? Được phải không? Được, cũng thích ai cả. Đúng rồi đó. Trời mấy bạn, sáng giờ đi quá trời tìm đồ ăn cho mấy bạn. Nhưng mà rất tiếc, người Sài Gòn không ăn đồ sáng. Thường ở Sài Gòn là mình chỉ ăn những cái món như là nui xào bò, hay là mì xào, hay là bò né. Chứ thật ra mình không có gì đặc sản buổi sáng đâu. Sài Gòn là sống về đêm. Nhưng mà hôm sau mình đã tìm được một quán bán cái gì nha? Bán bánh tráng chấm. Và để coi nó như thế nào. Mời các bạn. Còn mình có cái gì đây? Mình có bánh tráng chấm nè, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, xoài cắt miếng với lại gỏi xoài. Để tí nữa mình ăn bánh tráng chấm đi, với lại bánh tráng cuốn, với lại gỏi xoài. Đủ món hết luôn hả? Combo đủ món. Ok thôi, mình combo đủ món cho mọi người ha. Đây là ba chỗ đây. Ok, mình có ba chỗ đây. Cái này trộn xoài đúng không? Bánh tráng trộn, đúng rồi. Bánh tráng trộn mà chị bán được bao lâu rồi? Chị hả? Mới có 20 năm mà. Mới có 20 năm thôi. Vậy cũng còn non ha. 20 năm là hả? Hai phần ba cuộc đời của em đó. 20 năm nhưng mà chị bán một chỗ hay là mình... Đúng như tại chỗ này. Vậy hả? Bác làm nó chấm hả cô? Đúng vậy. Cái này mình quậy lâu không? Cũng được, không có lâu. Không có lâu hả? Cái này cay không? Cay mà cay ít thôi. Còn thì mà muốn kiểu mà cay xương mỡ thì sao? Cay xương mỡ thì con thêm ớt. À thêm ớt vô ha? Thêm ớt vô con. Thôi thôi, thôi đừng có xương mỡ, con chết con, tội nghiệp con. Trời, nó tiếng Việt dành đó ha. Đủ xài thôi. Cô đáng còn ở đây bao lâu rồi? Không biết bao lâu nhưng mà thấy nó tiếng Việt dành là nói theo tiếng Việt, cô đâu có biết con được. Con ở lâu mau cô đâu có hiểu. Mấy người Việt Nam nói là người Việt Nam mà gốc Mỹ không? À đúng rồi, Việt Nam gốc Mỹ, đúng rồi. Việt Nam qua bển thì là người Mỹ gốc Việt, còn mình là người người Việt Nam gốc Mỹ. Gốc Mỹ. Cô đâu qua đúng rồi mọi người. Đúng không? Cô là người đầu tiên mà hả có thể làm con hài lòng. Ờ, yêu cô. Yêu cô. Yêu cô, giờ có quà cho cô không? Có quà cho con này, lấy con đi. Cô làm cái này được bao lâu rồi? Cô hả? Cô mới làm. Mới làm hả? Làm cho bà chủ này đúng không? À, đúng vậy. Bao nhiêu người bán ở đây? Cô đếm một cô đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô làm đếm đếm. 8 người luôn. Dữ gì? Tôi bán đông lắm không? Chiều, 7 giờ là dẹp rồi. 7 giờ là dẹp rồi. Chứ làm quá giờ sao? Có sức mai làm nữa. Ủa nhưng mà thường là buổi sáng mình ra mình làm mình chuẩn bị, xong một khoảng mấy giờ mình bắt đầu bán nhiều? Bây giờ là chuẩn bị vừa bán. Dạ hả? Dạ dạ. Nhưng mà đông nhất là khoảng mấy giờ? Đông nhất là khoảng giữa trưa với giữa chiều. À, em ơi Mỹ. Ờ à, đúng rồi, anh Tình Vũ, sao biết hay vậy? Có coi chương trình người ấy là ai với lại với cái chương trình có học hàng Mỹ. À có hả? Đúng rồi. Bởi vì giờ anh thấy đẹp trai dễ thương quá à. Thôi, thôi không đẹp. Con gái dễ thương thôi phải không? Idol cái gì? Thôi idol gì trời ơi. Idol nghe sợ quá. Anh em bình thường thôi. Cái này muối. Quan trọng nha. Cái này quan trọng. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái muối tôm nè. Ui có nè, có nguyên con tôm nè. Nè quay nè. Có tôm luôn nè, thấy không mọi người? Cái này cái quan trọng nhất nè. Vừa ăn không? Ngon. Ngon ha, không mặn quá. Không có mặn á. Ngon thiệt. Muối tôm này ngon thiệt á, muối tôm này được á. Muối tôm này có bán không? Muốn bịch về cho bồ con ăn. Ờ muối về cho nó ăn đi, nó thấy nó khoái ăn lắm. Cô nói tiếng Việt không chuẩn bằng con luôn. Hồi đâu ra? Thôi xạo. Cô mà không chuẩn bằng con gì? Thôi, con nó bậy bạ lắm. Hồi xưa á là con nó Bình Thuận á, là mình không nói Bình Thuận, Bình Thuận. Đó, phải kêu vậy đó nó mới đúng. Ở dưới đó. Còn vô Sài Gòn phải đọc lại. Ở dưới đó kêu Sài Gòn nữa, phải Sài Gòn. Thấy ở bên đây vui không? Sài phố. Vui không? Bên quê hương con không? Con ở đây từ 18 tuổi tới giờ luôn. Nhưng mà hồi nhỏ ở bển vui hay ở đây vui? Cái nào con cái vui riêng của nó hết mẹ. Nhưng mà quan trọng là ở đây là con thích. Thích đây là tốt. Người Việt vui vẻ ha. Người Việt vui vẻ cái lại tại vì có người yêu người Việt Nam là phải yêu chứ. Vậy hả? Không yêu nó giết mình sao? Vậy mừng cho con ha. Không yêu nó chặt đầu mình sao? Không phải yêu nó. Thôi sợ lắm. Không, không có gái Việt trai Việt được không? Con trai Việt được không? Thì con là con trai Việt thì nó là cái không, gì? Không, không, tôi quen trai Việt luôn được không? Ai? Con. Con hả? Ờ. Được chứ sao không được. Được phải không? Được, cũng thích ai cả. Đúng rồi đó. Đó, thấy không mọi người, thích ai là cản. Thích giờ ai cản, giờ thích trai Việt thì phải chịu thôi. Cha mẹ cản không được, có ở ai cả. Thì bởi vậy. Đúng không con? Đúng rồi. Thích là mình nè, nghe không mọi người? Bà nghe mày kỹ thị hả? Thôi thôi, bye bye, nét nét. Cảm ơn cô nhiều nha, dễ thương quá à. Mày mốt ghé qua chơi nhiều nha. Bây giờ mình qua mình coi cô chủ làm món nha mọi người.
Hình như bà đang chuẩn bị nè. Cô đang chuẩn bị món gì đây? Xoài cắt miếng. Xoài cắt miếng, cái đây xoài cắt miếng, cái này xoài tô quý hả? Đúng rồi, xoài tô quý. Cam một cái tài biết chọn xoài đó. Tôi hay chọn xoài hư xong rồi bồ con nó đánh con á. Cái này là ngon nhất nè. Nhưng mà mình có cái bí quyết gì để mình chọn cho nó ngon không? Có chứ. Xoài mình những cái trái mà những cái vỏ nó hay là sao? Khi mà con mà muốn cái trái xoài mà nó giòn nó ngon đó là con cầm cái trái xoài con búng. Búng đó hả? Ờ, nó kêu á, cái độ giòn nó mình biết. Còn có nếu mà nó bịch bịch đó là ở trong nó chín ra. Cô là gốc Bắc đúng không? Bắc Nam Tư. Bắc Nam Tư, đây mọi người, mình nghe giọng mình biết là cô này là Bắc Nam Tư nha mọi người. Nên là, đây là mình đang quay để mình so sánh món Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng mà hóa ra là mình gặp người Hà Nội bán đồ ở Sài Gòn nha mọi người. Theo cô biết thì cái món này có nguồn gốc ở Sài Gòn hay là ở đâu? Đây, nguồn gốc Sài Gòn. Gốc Sài Gòn. Ừ. Nhưng mà cái món này là cô học ở đâu? Tự mình phát sinh ra, tự mình á, tìm tòi, tự mình làm. Dạ. Rồi nghề nó dạy nghề, càng ngày mình làm nó càng ngon. Mà cô là sinh ra ở quận Tư luôn hay là ở đâu? Cô sinh ra là ở dưới miền Tây. Ở miền Tây hả? À, cô là người miền Tây. Là chỗ nào? À, Rạch Giá, Kiên Giang. À, Kiên Giang hả? À. Rồi sau đó là cô lên Sài Gòn từ năm nào? Năm 81 là cô lên đây rồi. Cô bán này mới có 20 năm mà. Cô bán này có 20 năm à. Thì tưởng có 20 tuổi chứ. Đây là cái khô bò đúng không? Đúng rồi, khô bò, còn kia là khô mực. Cái khô mực này là họ tẩm đúng không? Nó mới màu này đúng không? Không, cái màu tự nhiên của nó đó. Cái mực đó hả, khi mà người ta sấy. Dạ. Ta sấy, cái đó là người ta sấy rồi cái màu nó tự nhiên. Còn cái trứng mà có những cái này hoài, con thấy rất là lạ. Tại là tại sao cái lòng đỏ là nằm ở dưới được? Trồng đỏ. Nó cũng hay ha. Nó qua ấp rồi trên này nó là cái trứng giữa, kêu là trứng giữa. À, cái này trứng giữa. Ừ. Ở ngoài Bắc gọi là trứng gà ấp dở. À, vậy đó hả con? Trứng ấp dở hả? Cô bán mà con biết không? Mấy bạn ở đây nè, đi học mà ăn. Rồi nó đi nước ngoài, nó về, nó mua, nó đóng hàng, nó đi nữa. Thật sự là bên Mỹ là không có món này. Mà muốn ăn cái này là phải cầm về. Mà hồi xưa là con là bên này là mỗi lần con về có mua mấy trăm bịch. Cái mấy bạn bên Mỹ á, nó khoái quá trời. Tại vì món bánh tráng bên Mỹ đâu có đâu. Mà cái bánh tráng mà đem qua Mỹ rồi mà để chừng một tháng á, là nó khô, nó không có dẻo nữa. Tại vì bên nó không có ẩm. Bán là một ngày bao nhiêu bịch, tầm cộng hết. Bánh tráng này á hả? Ừ. Bịch mà thành 12 ngàn á hả? Ừ. Ngày chắc cũng hơi bị nhiều quá. Hơi bị không đem nổi hả? Ừ. 2-3 ngàn là ít. Hơi bị nhiều quá. Một ngày cô bán mấy ngàn bịch này. Buổi trưa là bắt đầu đứng bán. 4 người đứng bán. Mọi người nhìn tay cô đi. 4. Trời. Già da nó nhăn nheo. Hà không có nhìn cái tay đâu cô, chiếu quá, mình không thấy tay đâu cô. Chiếu. Xin vía dơi. Bánh trắng chấm, đây là gỏi xoài. Cái này gỏi xoài đây. À, còn đây là trứng giữa, còn đây là bánh trắng trộn. Và cái này là cái xoài chấm. Ok, đây là đủ món, đây là combo đủ món nha mọi người. Cái này trà đây, chứ trà tắc hả? Rồi ok, trà tắc. Ở ngoài Bắc rồi, trà tắc luôn hả? Trà quất. Đúng rồi. Trà quất. Trà quất nha, trà tắc đúng không mọi người? Ở đây kêu trà tắc rồi nè, ở bên ở ngoài Bắc là kêu trà quất đó. Đầu tiên á, luôn sẽ ăn bánh trứng chấm. Thế này ha, nó mềm mềm nè. Mà nó cái bên trường học nó hơi ồn mà nha mấy bạn. Xong rồi mình sẽ lấy nước chấm ở đây. Chấm nhiều vô xíu. Đó, có nhiều nữa. Đó, cỡ đây nè. Ngon. Đây là món bánh tráng chấm nha mọi người. Bánh tráng chấm chị Hai. Đây là món bánh tráng chấm tại quán bánh tráng chấm chị Hai nha. Nhưng mà ở ngoài bánh tráng chấm mình có những cái món khác nữa. Ăn nó vừa, nó không có bị cay quá. Đợi xíu nhai xíu cái này hơi mất thời gian. Theo cô thì ăn cái này thế nào cho nó ngon nhất? Con lấy miếng bánh tráng, rau răm chút. Rồi con cuốn miếng trứng vô, con chấm nước chấm. Ok. Rất là ngon. Để thử miếng bánh tráng nè. Xong rồi lấy bỏ miếng rau răm vô. Ở đây á là nước chấm của chị Hai á, coi như là không có đụng hàng với ai nha. Đúng rồi, thật ra là con có ăn một số chỗ khác nhưng mà nó mặn quá. Còn cái này nó vừa, chấm nhiều, không có bị khó chịu mà nó dễ chịu. Đặc biệt á là cái nước chấm. Dạ. Xong rồi cái trứng giữa nè. Rồi cuốn lại ha. Đúng rồi. Ủa, thường mình kêu cái phần này là cái trứng mình kêu riêng đúng không? Đúng rồi. Dạ. Kêu riêng. Xong rồi mình chấm lại. Đây nuốt cái. Đúng là ăn những cái món bánh chén là không thể thiếu nước. Rồi bây giờ mình qua cái món gỏi xoài đi. Cái này thì trộn lên ha. Cái này mình có mực, có khô bò,
Dưới thì mình có xoài và đậu phộng nữa. Hành phi. Hành phi nữa. Răm. Dạ. Ừ. Bà cái này là mình có bỏ mắm chưa? À có muối rồi đó con. À có muối rồi ha. Ờ, là... mình ăn rồi đó con. Cái này cũng là cái muối tôm mà nãy mình đúng coi đúng không? Đúng rồi, muối tôm luôn. Rồi mình gấp miếng mà có đủ thứ đi nha. Ngon. Con cứ tưởng là xưa giờ là con món gỏi xoài là phải làm với lại nước mắm. Nhưng mà làm với muối thì nó cũng ngon á. Tại cái muối này quá ngon đi hiểu không? Khi mà xoài mà mình để nước mắm á là nó sẽ giữa chảy nước ra. Cái muối hay làm sẵn hết rồi. Dạ dạ. Về thì chế vô cái là trộn đều lên ăn. Thì cái muối nó cũng sẽ bảo quản cho cái xoài nó để lâu được hơn á. Đúng rồi. Còn cho con hỏi luôn mấy cái món đề giá như thế nào cô? Gỏi xoài là 20. Là 20. Bánh tráng trộn là 20. Ba trứng là 12 ngàn. Bánh tráng là 12 ngàn. Xoài á hả, xoài thì bây giờ lúc thì nó hơi mắc một chút, đó là 30 ngàn. 30, dạ. Ừ. Nhưng mà nếu mà đúng mùa cái nó thì tầm bao nhiêu? 20 ngàn là mình ăn á, là mấy người là được ăn được rồi. Là 24 là 74 ngàn hết mọi thứ. Hold up, wait a minute. Chứ cầm này nữa, nó bị nước, rẻ đó. Nước là 10 ngàn một ly. À, 10 ngàn một ly, rồi, đó. 74 ngàn còn nước này 84 ngàn á, ăn quá cho ăn luôn, ăn mà hả, phải xong rồi phải ngủ luôn mọi người. Hold up, wait a minute. Rẻ quá. Các bạn có nhìn thấy không, ở trong này á bò mà bự mà nhiều bò nữa. Có xoài nữa, có xoài cắt miếng bự nè, trong miếng nhỏ nha, không có bào nha. À, ngon luôn. Con cảm thấy sao? Thấy là thì nãy con hỏi có dao không đó, tại vì con cảm thấy là sẽ ăn nhiều á. Con nhà con ở quận 3. Vậy hả? Nên là mấy cái món này không có ngon đâu mà quận 4 thì lại ngon. Hả? Nó phải qua đó nhiều hơn. Với lại cái xoài này là con đảm bảo là bồ con sẽ bắt không qua đây nhiều. À. Đúng rồi, cái xoài tươi quý này ngon lắm. Đúng rồi, đây cái muối á, đặc biệt là cái muối của con ngon. Mà muối này là muối Tây Ninh hay là muối ở đâu? Đúng rồi, muối Tây Ninh. Bạn con ăn muối tôm nhiều lắm, nó thích ăn lắm. Thế nó ăn mắc kẹt luôn. Nó xoài ngon. Ăn muối không ăn chùm không? Rồi, các bạn nhớ nha, nếu mà muốn ăn cái món này, hãy đến cái địa chỉ 209 xoẹt 94 xoẹt 1 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, kế bên góc trường học Quang Trung. Và cô phải nghỉ sớm để cô đi mua đồ hộp xoẹt về để chăm nước chăm con đúng không? Mỗi cái món ở đây thì mình thấy cái giá khá là hợp lý. Chỉ là mỗi cái mười mấy ngàn, 20 ngàn không mà quá cho đồ ăn luôn. Nên là hãy đến thử đi nha. Rồi bây giờ mấy bạn ăn tiếp đúng không? Phải đi ăn tiếp với mọi người. Có thôi, mình đi ăn tiếp nha mọi người, ok.